Chào các bác nhé, em lên sóng con máy rửa bát TM3. Một con TM3 giải quyết cho các bác cái vấn đề là cái chiều cao của máy, nó là 60 phân. Đấy, nhiều nhà các bác thì là rất là muốn lắp máy rửa bát, nhưng mà nhiều con ví dụ như cái dòng TR đằng sau rồi các bác này, dòng TR này nó cao tận 65 phân. Thì cái dòng này nó rất phù hợp với cái bếp bây giờ hiện đại. Bây giờ là các bác thường làm từ mặt đá đến cái đáy tủ bếp là nó có 60 phân thôi. Thay vì phải mua con TH1 đắt tiền gần 8 triệu kia thì các bác lấy con TM này, tính năng mọi chức năng nó cũng không khác gì các cái dòng kia, đầy đủ tất cả tính năng rửa nước nóng 80 độ C, hẹn giờ, thời gian sấy, nói chung là tính năng máy rửa bát không khác gì nhau, chỉ khác nhau cải tiến một chút về kích thước thôi các bác nhé. Đấy, mặt mũi con này khá là đẹp rồi, đã làm sạch đẹp cho các bác. Đấy, nội thất khá sạch đấy. Ngon bổ rẻ cho các bác luôn. Đấy, ngon bổ rẻ các bác nhé. Cái chiếc này thì em bán là 2,6 triệu, bảo hành 1 năm. Đấy, ngon bổ rẻ, lành bền, hình thức thì ở mức tương đối. Đấy, các bác nào muốn lành bền các bác bốc con này luôn đấy, mã số 20 nhé, có một chiếc duy nhất TM3 này thôi ạ. Ngon bổ rẻ các bác nhé. Con này nó sản xuất năm 2011 ạ. 2011 các bác nhé. Cái phần lưng tôn này nó có xước sáp này. Đấy, con này lưng, phần lưng này thì em không sơn. Chào các bác.